đất, tiền, đấy. Nhà ở đâu? Dạ, Bình Dương. Bình Dương, đất ở đâu? Đất cũng ở Bình Dương luôn. Tiền để đâu? Tiền trong người. Trong người. Kiểm tra. Dạ. Móc luôn. Móc ra coi. Trời ơi. Thì 500 ngàn không vậy? Trời ơi. Không có 2 tờ 500 mới có 1 ngàn. Phải tích góp từ từ. Tiền vô tư. Đó, nhiều lắm. Không có nghĩa bây giờ nếu quen nhau là bữa nay mà bấm nút hẹn hò nhau xong rồi về đi cắt tóc liền phải không? Thì 30 là xong, có gì đâu mà lo. Được. Nữa em không muốn quen rồi bỏ, quen rồi em không thích. Em thích quen thì em lấy, em tìm hiểu lấy thôi. Nếu có hư chỗ nào em sửa cho nó, xài tiếp. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Úc Thêm, năm nay 34 tuổi. Vậy là nhà đông anh em lắm phải không? Dạ, bốn anh chị em. Là Úc rồi, mình này là vì ráng đó hả? Rồi Úc Thêm là quê ở đâu? Dạ, em gốc là ở ngoài Bắc, ở Thanh Hóa. Nhưng mà đã chuyển vô Bình Dương từ năm 2008. Bây giờ mình đang công tác ở đâu? Bây giờ em đang sống ở Bình Dương, làm việc ở Củ Chi. Rồi bây giờ bạn bên trai bên kia giới thiệu cho mình đi ạ. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. À, chào bạn. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Đình Tuân ạ. Tuân. Em đang công tác tại công ty OCI Việt Nam ạ. Em làm bên khâu sản xuất. Sản xuất cụ thể là gì bạn? Thuốc bảo vệ thực vật ạ. À, thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Nhưng mà sao mình để tóc nó hơi dài vậy? Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 36 tuổi chị ơi. 36 tuổi. Nhưng mà để tóc dài vậy nó ngứa ngáy giống gái quá. Sao không cắt đi? Cắt thì dễ thôi, không có gì khó cả. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của em. Khi mà em tham gia chương trình ấy, thì tóc em giống anh Quỳnh Linh này. Ủa tấm lòng là sao? Tự để tóc dài tấm lòng cho chương trình là sao? Tức là cái thời gian em đợi chờ rất là lâu. Đến lúc mà tóc em dài rồi á. Tóc em dài rồi mà em mới được kêu. Trời ơi. Đấy. Tức là khi đăng ký chương trình tóc như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Tóc em 3 phần thôi. Vậy là hiểu lâu lắm rồi đó. Em đợi gần cả năm mấy. Ôi rồi cảm ơn bạn. Đăng ký năm mấy rồi hả? Dạ. Trời phải biết để dài chút xíu nó đẹp hơn. Hay. Bởi bạn biết không? Chương trình đông lắm. Hiện nay là có thể nói là các bạn trẻ đăng ký tham gia là không thể đếm hết được. Dạ, nhưng mà em là người may mắn trong những số người. Đúng rồi, bởi tôi phải đi tìm những cái sự gọi là hợp với nhau đó. Dạ. Những cái yêu thích của bạn, những sở thích bạn đưa ra. Hồi nãy ông Thêm nói bao nhiêu tuổi? 34. Ủa nếu 34 thì mình cũng hơi lớn rồi ha. Mình đã gấp rút chuyện gia đình kết hôn chưa? Đi coi bói, người ta nói năm nay là năm tốt cho nên gia đình hối cho nên là cũng... Coi bói mới lấy chồng hả? Thầy bói có nói là lấy chồng như thế nào không? Là tốt không? Thì nói là người lớn tuổi hơn thì tốt. Anh kia có đi coi bói không? À không ạ, em không có mê tín gì đâu anh chị ơi. Thì chủ yếu là cái tâm của con người đến với nhau thôi chứ còn tuổi tác thì không có quan trọng. Mình chia tay cái mối tình sau cùng này bao lâu rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. 34 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Tại sao? Nói chung em thấy cuộc sống độc thân cũng vui. Vui xong ở độc thân luôn đi. Nhưng mà nói gia đình hối nhiều quá. Cho nên cũng có nghĩa là giờ gia đình hối thôi chứ mình cũng chưa thật sự muốn. Dạ không, cũng muốn rồi tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên giờ muốn... cũng có người để mình tâm sự chia sẻ vui buồn á. Mà hồi xưa giờ chưa có một mối tình nào hết á. Dạ. Là được nắm tay bạn trai chưa? Chưa. Trời ơi. Hùng chưa? Chị chưa nắm tay lấy gì tay hôn. Biết đâu không nắm tay nhưng mà hùng. Bạn trai nghe vậy có ý kiến gì không bạn? Cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ hơi phê phê chị ơi. Hơi phê hả? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chị ơi. Em chỉ quen được hơn một năm thôi thì mối tình nó không thành công cho nên em không quen nữa. Nhưng mà bạn đề nghị chia tay hay bạn gái đề nghị chia tay? Thì nói chung là chủ yếu là phụ nữ thôi, phụ nữ khó hiểu lắm cho nên là người ta nói như vậy. À. Chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay được 10 năm mà em chỉ quên 1 năm thôi. Thế 10 năm nay là lo chuẩn bị công việc không cho nên là chưa có mối tình nào đúng không? Dạ đúng rồi. Em thế bây giờ công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà, đất, tiền. Mạnh miệng dữ. Nhà, đất. Tiền đợi chút bóc dáng ngoại hình gì tính sau đi. Các tường rất là quan tâm đến nhà. Quá ha. Nhà, đất, tiền. Đấy. Nhà ở đâu? Dạ, Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Đất ở đâu? Đất cũng ở Bình Dương luôn. Tiền để đâu? Tiền trong người. Trong người. kiểm tra. Dở. Móc luôn. Móc ra coi. Trời ơi. Thì 500 ngàn không vậy? Trời ơi. Không có 2 tờ 500 mới có 1 ngàn. Phải tích góp từ từ. Tiền vô tư. Đó, nhiều lắm. Không có nghĩa là bây giờ nếu quen nhau là bữa nay mà bấm nút hẹn hò nhau xong là về đi cắt tóc liền phải không? Thì 30 là xong, có gì đâu mà lo. Được. Thích người bạn gái như thế nào? Nói chung là mơ ước của đàn ông thì chỉ thích phụ nữ đẹp thôi.
ai cũng thế thôi, kể cả anh của em cũng vậy thôi đúng không? Móc cũng vô làm chi, móc cũng vô làm chi. Bây giờ em phải lôi vào, không có chị chém thì chém cả hai anh em của em, không chém thì em thì khổ em. Lý do tại sao ế? Em do tập trung công việc, với lại tại vì cái cuộc tình đầu tiên của em bị thất bại nên em rất là sợ. 10 năm rồi còn sợ gì nữa? Em không muốn quen rồi bỏ, quen thì em không thích. Em thích quen thì em lấy, em tìm hiểu em lấy thôi. Còn nếu có hư chỗ nào thì em sửa chỗ đó, em xài tiếp. Em không có bỏ. Tại vì con người chứ không phải là máy móc, làm như vậy nó mất hay đi. Có nghĩa là được từ đầu mà không được là thôi. Thì vua mình thôi. Mình làm một cái móc áo thì bây giờ chỉ kiếm áo treo lên thôi. Mình có đầy đủ tất cả, mình kiếm tình cảm thì không mua được, phải đi nhờ đến chương trình. Mình cũng phải đưa ra một cái tiêu chí như thế nào. Tiêu chí thì đẹp như cách thường mình được rồi. Sao nói? Em đã nói rồi, ai cũng thích làm. Em thấy chị Cát Tường xinh gái. Không nổi đâu, không nổi đâu. Nổi, bớt chút. Nó không nổi kìa. Không nổi, bớt chút đi, bớt chút đi. 5-7 lạng không quan trọng, một lạng chắn đắn là bao. Cho thêm một lạng mới giặt rào tình thương, đúng không anh? Không sao cả. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Tài cầm ràng, tính toán kỹ càng quá. Nếu lấy vợ về thì kinh tế, tiền bạc ở nhà ai giữ? Tùy người ta, 50-50 hoặc là đa số là người vợ giữ tiền. Chút nữa móc cái đó đưa hết bên đây nha. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Thôi để mình qua mình xem. Có gì anh giúp em nha. Qua xem thử cái kia thế nào nha. Chào anh. Rồi, xin chào em. Nãy giờ nghe anh nói vậy thấy tình hình sao? Dạ cũng thấy anh nói cũng từ tốn cho nên là... từ tốn, dễ thương à. Hay cái nè, anh nói một câu nè. Lấy về là ở luôn. Không có thể thay đổi được. Hư đâu sửa đó chứ không có thay. Hư đâu sửa đó chứ không có thay, cái này hay nè. Không bao giờ bỏ giữa chừng. À ha. Cái đó là cái quan điểm của anh. Hay cái là bên đây chưa ai sửa nè. 34 tuổi chưa một mối tình dắt dài. Được đấy. Thôi bây giờ mình hai cái người này để ta tự nhìn nhau. Ta cảm nhận đi ha. Bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có, chị họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào chị. Chào chị. Mình là chị của Út Thêm. Thì có một câu muốn hỏi về phía em. Dạ, chị hỏi. Chị muốn hỏi em là nếu mà một người phụ nữ, một người con gái mà có vẻ đẹp về tâm hồn với một người con gái có vẻ đẹp về hình thức, em sẽ chọn ở em chọn người đầu tiên ạ. Có nghĩa là em sẽ chọn vẻ đẹp về tâm hồn. Dạ đúng ạ. Cái việc mà có đến với nhau hay không á là còn phải do cái sự mà các em tìm hiểu nhau nữa. Về phía bạn trai bên này á thì chị thấy là cái cách nói chuyện á thì cũng ok. Còn có một chút nghệ sĩ, có một chút vui vẻ. Con chút hơi bốc đồng. Cũng có vẻ hơi phóng khoáng một chút nhưng mà cái này có thể là kiềm hãm được. Cảm ơn chị. Bạn trai, cảm ơn chị ạ. Mình có đi với ai không? Dạ, em đi với lại cháu ạ. À, con là cháu của nhân vật nam. Thế con nhận thấy thì nhìn chị phía trên này có vẻ là khó tính. Tính tình thì cũng có vẻ là hiền. Hai người cũng rất hợp. Dạ, theo con nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn bạn. Hồi nãy giờ, tại vì cái anh bên kia anh làm mình hấp dẫn quá, mình phải qua mình coi liền. Giờ mình trước khi kéo màn lên thì mình mới hỏi bạn, bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người chín chắn, chững chạc, với lại biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Không thích gia trưởng quá, với lại keo kiệt tới vậy. Anh không thích người phụ nữ chi ly quá, tính toán quá. Bạn có phải là người như vậy không? Không, em cũng là người bình thường. Nói chung là biết chi tiêu đúng mực. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau đi. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên ha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em ạ. Anh có bộ hoa tặng cho em. Em có suy nghĩ gì về khi mà em gặp anh? Dạ thấy anh hơi lãng tử. Anh thấy em sao? Hiền lành, cũng xinh gái. Anh thì nói chung là người lao động thì không có chăm chút bề ngoài nhiều. Hôm nay mới chuẩn bị sắm đồ đạc này đi có công việc thì mới mặc đồ đẹp thôi, chứ còn thực ra anh mặc đồ lao động mà nhiều chứ mặc đồ mới rất là ít. Thì sống chủ yếu là lo cho gia đình bố mẹ và quan tâm tới anh em làm chung hoặc là này kia, mình phải giúp đỡ mọi người.
Vậy em muốn hỏi anh là ví dụ như anh tìm được người phù hợp á, thì anh sẽ có dự tính kết hôn trong bao lâu ạ? Nếu mà anh kiếm được đối tượng phù hợp với anh ấy thì khoảng một năm. Mình cũng cầu mong là cái cuộc gặp ở hôm nay nó có kết quả tốt. Mình rất là mong chờ vào cái cuộc gặp ngày hôm nay. Bây giờ hát bài tỏ tình với cô ấy đi. Có thể là một hai câu thôi. Rồi, mời bạn. Em đứng dậy hát. Đứng nhìn bạn gái ấy. Đứng xích lại cũng được. Xích gần nữa à. Hơi nguy hiểm quá. Người ơi, người ở đừng về. Hơi khả tiếng. Dướng. Người ơi, người ở đừng về. Cố gắng. Nở về không bạn gái? Đâu có nở về đúng không? Và bạn là gốc Thanh Hóa đúng không? Dạ, em tặng cô này 36 bông hoa tượng trưng cho quê của em. Còn bạn nữ? Thanh Hóa luôn. Thanh Hóa luôn hả? Vậy là hai người cùng quê rồi. Bây giờ cả hai đều ở Bình Dương đúng không? Dạ. À, quá là phù hợp rồi. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ nha. À, nãy giờ mình có thể nói chơi, cũng có thể vui. Nhưng mà giây phút này hết sức là thiêng liêng. 3 tiếng đếm, tuy nó ngắn ngủi nhưng mà nó sẽ nhớ mãi giây phút này. Tất cả khán giả truyền hình đều thấy, đều nhớ. Các bạn làm điều gì các bạn phải nhớ. Một lời hứa hết sức là quan trọng. 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3 Rồi, đứng lên, nắm tay cô gái ấy. Tay ai tay em? Cảm nhận như thế nào? Hơi mềm mềm. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Dày. Dạ, ấm. Hôn cái đi. Không được phép. Không được. Khi nào hôn báo tôi nha. À, có gì đâu. Yên tâm. Không, em không có bắt, nhưng mà thực chất có đôi lúc có những chuyện nó xảy ra. Chứ còn vấn đề mà em thì em dễ lắm. Ví dụ như em thấy nó không ổn thì em bỏ em ra ngoài đó, đi đâu đó. Nhưng mà không thích đấu khẩu đúng không? Dạ. Hai người phải có một người nhìn dạ. Đúng không? Nhiều khi công việc đồ nó áp lực á, cho nên mình có khi mình bứt rứt, có khi mình nói nhiều khi nó hơi khó nghe tí, bạn không chịu á, rồi bạn cãi lại thì cái đó nó mất hay. Đúng rồi, nói người ta khó nghe người ta phải cự lại chứ. Trời dễ thương quá. Chào em gái. Dạ. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy dễ chịu rồi đó. Chứ sao? Ừ. Trời. Em không thích điều gì đâu. Quý chứ bộ buồn dạ, của. Em không thích bạn trai quá gia trưởng với lại tính toán và với lại là hút thuốc. Ấy thật sự hút thuốc sức khỏe. Bên bệnh có tính toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi, còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Ừ, thoải mái. Dạ. Vợ lấy nhiều được nhiều đúng không? Nói chung em lương về em đưa hết, nhưng mà thật chất em đi công việc là có tiền trong túi là ok, không vấn đề cả. Rồi có gia trưởng không? Đưa đủ thôi chứ đưa ít này ra mượn tao không cho anh. Ông mới hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Không có. Thật cái tính. Rồi được rồi. Còn gì nữa em gái? Dạ, nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra cũng chia sẻ thật chương trình em là con một á, nên cũng muốn là một, sau này nếu mà có thể tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo đầy với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em ở bên kia cũng được nha. Nhưng mà con một mà đúng không? Dạ, con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm là phải bắt rễ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người theo đuổi chứ. Em chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba mới dùng hơi đăng ký chương trình đi, ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Cái em ấy suy nghĩ cái cứ gửi xong cái khoảng một tháng mấy cái chương trình gọi cho em. Ba em đúng đó. Lên đây rồi còn an toàn lắm em ha. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Mời em trai. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Rồi em. Chị Hồng Văn và chào toàn em. Thể quý vị khán giả. Em tên là Hải. Năm nay em sinh năm 1988 nhưng mà tuổi giấy, còn tuổi thật là 89. Dạ, hiện là tại ba, thì ba mấy tuổi đúng không? Dạ, 32. 32. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm một nhân viên kinh doanh ở Bình Dương. À, Bình Dương hả? Dạ. Được quê đâu? Quê em ở Cà Mau. Quê Cà Mau làm việc Bình Dương. Dạ. Rồi nhà, còn em. Nhà gái. Em giới thiệu về mình dạ, đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn tham gia chương trình và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Dung, năm nay em 32 tuổi.
Em sinh ra là lớn lên ở huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên chứng từ cho công ty vận tải ạ. Nhân viên chứng từ dạ. Ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Nhưng mà công ty nào? Dạ, công ty Phát Shipping Việt Nam ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì theo như bạn bè nhận xét á, thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn, với lại biết cắm hoa. Hiện tại thì em cũng đang theo học một lớp cắm hoa chuyên nghiệp ạ. Còn dạ. Cái em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì theo bạn bè nói thì em nói nhiều, với lại với lại là em cũng là người rất là thẳng tính. Dạ. Thẳng tính tốt mà, đâu có yếu đâu. Dạ. Rồi bên kia nào? Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn, biết chơi ít thể thao. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hơi cọc tính và cầu toàn trong công việc. Cọc tính hả? Cọc dữ không? Cọc lắm thì làm gì? Nói chung là thường thì nói chung cũng không lắm lắm. Nếu như mà em thấy khó chịu thì em bỏ ra ngoài thôi. Bỏ ra ngoài sao? Nó bây giờ mấy người cọc tính là đập đồ rồi đập này kia là mệt. Nhưng mà vấn đề là có khó chịu thường xuyên không em? Dạ không chị Hồng Vân ơi. Tại vì thi thoảng thôi phải không? Dạ. Có chuyện gì nói chung là có vấn đề gì nó phức mắc nhiều quá cho nên mới có la làng lên không? Không anh. Chứ sợ mấy người mà cọc xong rồi la làng chói lói á. Cọc rồi lao sùm lên á. Ơi xin nhờ mời nhà gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào. Dạ em trải qua được 2 mối tình ạ. Mà mối tình em mối tình lâu bền nhất là mấy năm? Dạ 3 năm ạ. 3 năm đó là học sinh hay là mới đây? Dạ lúc mà đi làm rồi chị. Đi làm rồi. Dạ. Vậy là cái mối tình đó là chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi. Dạ. Ồ lý do chia tay? Dạ do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống á, với lại do bạn đó với em là quen xa. Dạ. Vấn đề là quen xa đúng dạ, không? Dạ dạ. Ơi, quen xa là một cái vấn đề mà rất là gọi là nguy hiểm ha, xa mặt cách lòng. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở dạ em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh còn bạn kia hình như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ em ở Thủ Dầu Một chứ không Vân à. Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không? Xa lắm đâu. Nói chung là tình yêu thì ở đâu cũng đến được. Nhưng cho nên thí dụ như ít hay nhiều thôi. Tình yêu bất chấp cây số. Dạ. Tình yêu có khoảng cách chỉ từ trái tim đến trái tim thôi. Không có cây số nào cả. Ông nói gì? Tỷ dụ giờ ông ở bên nước ngoài rồi sao? Đâu có sao, nhiều người vẫn yêu nước ngoài về Việt Nam. Thời điểm này đâu được về đâu. Cũng đâu có sao đâu. Tôi phải gây với ông. Tôi thích gây với ông vậy đó. Ừ. Về làm sao? Sao là sao? Về được. Về rồi cách ly 14 ngày chịu không? Chịu luôn. Trời cách ly 20 mấy ngày cũng chịu luôn. Bây giờ ta ở Bình Dương với Sài Gòn, ta gần xịt đi mà cứ xa xôi. Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Nè nghe ta yêu kỹ. Xa ta chia tay kìa. Cái chuyện đó ngày xưa bây giờ không có đâu. Bây giờ thiếu gì cách để ta gặp nhau. Đúng không em trai? Dạ. Nói chung là mình ít gặp nhưng mà mình mỗi lần gặp thì mình tạo cho đúng bạn rồi. Một cái ấn tượng mình gì đó. Mình ít để... gặp nhưng mỗi lần gặp là có ấn tượng. Mỗi lần gặp là để cho nhau một kỷ niệm đẹp. Đó em phải nói lớn lên, ăn to nói lớn và em khẳng định những cái điều mà để cho bạn gái yên tâm là tại vì đó. Cái trường hợp bên đây người ta chia tay nhau cũng yêu cũng lâu ạ. Nhưng mà vì yêu xa thành ra là đi đến việc chia tay nhau. Tình yêu không đủ năng hoa cũng lớn muốn. Thôi. Em nghĩ là bạn nữ chắc có lẽ là còn trẻ thì cái tình yêu đó chưa đủ lớn cho nên ví dụ như thời điểm bây giờ bạn lớn thêm chút nữa thì bạn nếu như bạn nghĩ sâu hơn nữa thì có thể bạn vượt qua được cái vấn đề đó. Vậy còn tình yêu của em... Hồng Vân với Lê Tuấn Anh hồi xưa đó, người Thái Lan, người Việt Nam đêm nào cũng gọi điện cho nhau đó, cũng yêu nhau vậy có gì đâu. Ủa mắc cười quá ha, trời ơi, ta nói những cái gì về chương trình thôi, nó moi mất những cái chuyện riêng tư, đời tư của người ta, đó, mắc cười quá đó. Tại tôi chứng kiến cái chuyện yêu xa đó, tôi nhắc lại cho nghe. Đi yêu, ông ở Thái Lan có 1 tuần à quý vị ơi, ở chung với ông Quyền Linh chứ đâu. Xa xôi gì, 1 tuần lễ thôi. Còn đây ta ở năm này qua tháng nọ. Em ơi, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có 1 mối tình thôi chị. Một mối tình? Mối tình không dài lắm. Chỉ không. Trong vòng tầm khoảng, em nhớ là tầm khoảng 4 tháng. Được 4 tháng thôi? Dạ. Mà lâu mau rồi, cái đó là hồi nào? Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị.
hơn 7 năm, dạ. Yêu có 4 tháng rồi, dạ. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa. Nói chung là thật ra là cũng buồn, nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu không biết có đúng hay nha. Khi mà em chia tay mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này á, là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Yeah. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia bạn muốn hẹn hò, và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng cũng được, tạm được thôi, chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ, chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thật chất em nói với chị Hồng Quân á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế á, thí dụ như mình có 500 triệu, có thể mình ở trọ, nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu đó mình đi làm một cái việc khác. Đúng nó rồi. Có thể tốt hơn. Còn thí dụ như mình có gia đình, có con rồi á. Đúng. Thí dụ như sau này về mình mua thì nó cũng đúng. Vẫn ok. Anh Linh y chang vậy đó. Em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Dạ. Hồi đó đi ở trọ không. Xong rồi á, gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Đâu ra mà thiệt tình. Em, để chị hỏi bạn gái, dạ. Em nghe tâm sự em thấy sao? Dạ. Cái quan điểm mà như bạn nói có đúng không? Có nghĩa là bây giờ là theo chị thấy là nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn, hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước cho dạ. Em ở? Dạ không, em thì theo quan điểm là hai đứa cùng làm thì cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn dạ. Nói là như vậy nè. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến chi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp dạ, với em dạ, không? Dạ, phù hợp với em. Ok. Em hình dung bạn trai bên đây thì sao? Em chắc cũng người chắc cũng chung người. Chung người đúng dạ, không? Dạ, chung người thôi. Ừ. Dạ. Thì em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? Cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68, 1m7. Tại em cũng thích cao cao như vậy. Cao. Da nước da làm sao? Thì ngăm. Không trắng quá. Ngâm ngâm không thích trắng đúng dạ, không? Dạ, trắng người ta nói nó công tử quá. Ngâm mà sao trắng được? Dạ, gia đình nhà gái tôi đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Dạ. Rồi. Bây giờ bà kiểm tra quá trời hả bà, mối kỹ ghê luôn vậy đó. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý có tưởng. Có mẫu nào không? Không có. Nhưng luôn mà em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Cư xử dạ. Không? Cư còn, xử nó quan trọng. Dạ, còn mọi vấn đề thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Không có vấn đề gì cả. Không, có người xấu là làm đẹp cũng khó lắm. Nói chung là quan trọng là em cảm nhận được thôi. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Nói chung là đừng khi mà em có một cái vấn đề gì đó, đừng có nên mà đấu khẩu với nhau. Thật chất ra cái người đàn ông là cái người thật ai cũng nóng tính, nhưng mà thật chất ra khi mà một người nhịn á thì nó sẽ hay hơn. Vậy là em bắt phụ nữ nhịn hả? Không, em không có bắt, nhưng mà thật chất có đôi lúc có những chuyện nó xảy ra. Chứ còn vấn đề mà em thì em dễ lắm. Thí dụ như em thấy nó không ổn thì em bỏ em ra ngoài đó, đi đâu đó. Nhưng mà không thích đấu khẩu đúng không? Dạ. Hai người phải có một người nhịn dạ. Đúng không? Nhiều khi công việc đồ nó áp lực á, cho nên mình có khi mình bứt rứt, có khi mình nói nhiều khi nó hơi khó nghe một tí, bạn không chịu á, rồi bạn cãi lại thì cái đó nó mất hay. Đúng rồi, nói người ta khó nghe, ta phải cự lại chứ. Trời dễ thương quá. Chào em gái. Dạ, chào. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy chịu rồi đó. Chứ dạ. Sao? Ừ. Trời. Em không thích điều gì đá quý chứ bộ buồn dạ, của. Em không thích bạn trai quá gia trưởng với lại tính toán và với lại là hút thuốc. Tại vì thật sự hút thuốc không tốt với sức khỏe. Rồi bên bệnh coi có tính toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi, còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Thoải mái, dạ. Vợ lấy nhiều được nhiều đúng không? Nói chung em lương về em đưa hết, nhưng mà thật chất em đi công việc là có tiền trong túi là ok, không vấn đề cả. Rồi có gia trưởng không? Đưa đủ thôi, chứ đưa ít này ra mượn ta không cho sao anh? Ông mối, hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Không có. Thật ra cái tính. Rồi, được rồi, còn gì nữa em gái? Dạ, nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra cũng chia sẻ thật chương trình em là con một á, nên cũng muốn là sau này nếu mà có thể tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo đấy với ba mẹ bạn đó. Tức dạ. Là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em
ở bên kia cũng được nha. Nhưng mà con một mà đúng không? Dạ con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm là phải bắt rễ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người đeo đuổi chết đúng không? Em cũng chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung thôi đăng ký chương trình đi, ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Cái em nói suy nghĩ cái cứ gửi xong cái khoảng một tháng mấy cái chương trình gọi cho em. Ba em đúng đó, lên đây thì còn an toàn lắm em ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân, ba em đâu? Dạ cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi xin chào nhà gái. Dạ. Chào anh Dũng Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ vâng ạ, chào thì, anh. Thì cha của Phương Dung nhận xét cháu trai này thấy cũng đẹp trai, cũng hiền. Thì để mở rào đi, hai đứa tìm hiểu nhau là có cơ hội tiến tới. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? Thấy được. À, rồi có khi nào có ý định là bắt rể không? Không, thì chuyện tôi nói là làm ở riêng chừng nào cũng được, chứ không cần mà hấp rễ gì. Muốn ở đâu ở ha. Dạ, rồi thấy không? Thế giờ tương lai... Dạ, con cảm ơn. Khoáng không? Nói câu gì đi. Thì thật ra nếu như con thì con không hứa nhiều, nhưng mà nếu như như bạn nói á, mà thì cha mẹ ai cũng muốn phụng dưỡng, nhưng mà nếu như mà con nếu như sau này con có làm rể bác á, thì con về con cũng đối xử với cả hai cũng bằng nhau thôi. Con cố gắng tất cả vì gia đình, chứ con cũng không có bên nào nặng bên nào nhẹ đâu. Em đi với ai? Thật ra là mẹ em lên đây, nhưng mà mẹ em lên có tuần rồi, nhưng mà có việc đột xuất á, mẹ em về. Nhưng mà thôi bây giờ em gọi về cho chị hai đi, rồi cho chị hai cũng như là có người thân ủng hộ em đi. Chị hai là ai? Chị ruột ở dưới quê á, có nghĩa là chị hai, chị hai chị ruột của em á. Dạ. Vậy mà mẹ ở đâu? Mẹ em cũng ở dưới luôn, nhưng mà mẹ em công nghệ mẹ không biết. Dạ. Mẹ có một bên cạnh chị hai không? Dạ không, chỉ có chị hai có chồng thì ở cũng hơi. Rồi đâu chị hai đâu, gọi cho anh coi. Dạ. Chứ hai chứ ba gì đó gọi coi làm sao. Thủ báo không cho nó mệt lắm. Trời điện thoại đẹp quá ha. Bữa nào cho mượn xài vài bữa. Dạ ăn lát ra luôn anh. Rộng rãi ghê ta. Chắc chứ hai đi đâu rồi, tắm cái gì. Alo. Bữa nay em lên chương trình bạn muốn hẹn hò, thì anh Linh muốn gặp chế. Chế hai khỏe không? Khỏe. Khỏe, chế hai biết ai không? Biết, anh Quyền Linh. Hả? Biết, anh Quyền Linh. Quyền Linh dễ thương không? Dễ thương, có quài tập nào cũng của con ơi. À, tập nào cũng coi chân hả? Chế hai thấy phim trường bạn muốn hẹn hò không? Thấy. Đó. Dạ. Có Hồng Vân kìa. Đó. Coi móc cháu tương lai coi được không? Được không chế? Hả? Thì thấy mặt xinh á, nhìn thấy xinh á. Ngoài cũng xinh hả? Rồi Quyền Linh xinh không? Quyền Linh xinh nào giờ hả? Chế có mẹ của em trai đó không? Không có mẹ hả? Rồi chế khỏe nha. Ê, cho bạn nữ chào chế cái đi nè. Chào Linh. Chế cái coi. Chào dạ, chị đi. Chào ạ. Dạ. 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 Bạn ngồi đây chứ phải bạn bên kia nha. Chừng, có chừng lộn. Không, chuyện bên kia cũng biết mà. À, chuyện kia cũng biết hả? Rồi chế khỏe nha. Chế mấy đứa con rồi? Dạ. Chế mấy đứa con rồi? Hai lớn chưa? Lớn chưa? Ổng ổng đâu rồi chế? Ổng có nhà. Bữa nào kêu ổng lên đây hấp hôn nha. Rồi. Rồi nè, thôi để cho hai sếp nhỏ nó gặp mặt nhau đi kìa. Bye bye chế nha.
Trời, thế dễ cưng quá ha. Bữa nào rủ ông bà lên đây hấp hôn cho hai người ngồi hai bên luôn. Thôi, như vậy là mình cũng có ý kiến gia đình. Thế nào chế cũng nói là mẹ mà ha. Thôi giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Ôi nhiều chuyện lắm, nói hồi tôi nói tới sáng luôn á. Bắt đầu đi em trai. Chào em. Nhân dịp đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ. Nhưng mà thật chất 32 năm anh tặng bó hoa cho người con gái đầu tiên. Mong em nhưng mà nó cũng không hoàn chỉnh lắm đâu. Dạ. Nếu như sau này có duyên thì anh sẽ hoàn chỉnh nó hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì đến với chương trình hôm nay em cũng có món quà để tặng anh. Đây, đi làm đi, để hoa đây. Dạ, cảm ơn ạ. Thì em tặng cho anh cái chiếc cà vạt. Đây cũng là lần đầu tiên em mua chiếc cà vạt tặng cho một bạn nam. Em thì cũng không biết thắt cà vạt. Nếu mà thật sự sau chương trình này tụi mình có duyên có nợ với nhau thì em hy vọng anh là người chỉ cho em thắt cà vạt. Cho okay. Em thắt cà vạt cho anh. Anh cảm ơn em. Yeah. Ủa mở ra đi thắt luôn đi, biết thắt không? Dạ em không biết thắt. Chán trường. Hồi nãy nghe em tên Dung đúng không ta? Dạ em tên Dung. Cũng là tên trùng tên với mẹ anh á. Rồi giờ hỏi cảm hồi nãy em nói đi. Nhiêu tuổi anh dạ em 32 tuổi. Em cũng nghe nói hình như là anh cũng hình như là bằng tuổi em đúng không, trong tuổi trong giấy thì nhỏ hơn một tuổi, sinh năm 89. Đúng rồi. Dạ thì ông biết là gia đình mình thì anh là con thứ mấy trong nhà? Anh là út. Út dạ. Lại sống với mẹ? Hiện tại thì anh sống ở đây, sống một mình. Thật chất là mẹ sống với quê, dụ lên hoài mà không lên. Anh cho em hỏi ví dụ như nếu như mà sau chương trình này á, mà tụi mình có duyên với nhau á, thì cái thời gian giống như anh nói là anh làm công việc kinh doanh á, thì không biết là kinh doanh của mình là kinh doanh về về lĩnh vực gì ạ? Hiện tại thì anh làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Chứ anh không có, chưa có kinh doanh riêng. Dạ. Thì anh thấy em sao? Nói chung thì cũng như tất cả, như tất cả mọi người ở đây nói là em thì quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Dạ. Ba mẹ em thật lòng nha. Dạ. Em cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận thật lòng mình nha. Cảm nhận thật lòng á thì theo như tự giờ mọi người nói thì em thấy anh theo cái tiêu chí mà em đưa ra thì em thấy nhiều hình được vượt hơn tiêu chí. Dạ. Thì nếu mà mình anh thì ở Bình Dương. Thì nếu như mà thiếu như mình sau chương trình mình có hẹn hò với nhau thì anh sắp xếp như thế nào, thế nào? Nói chung thì tùy hai anh với em, ví dụ như thương lượng cái giờ thôi thì anh sắp xếp thôi. Chứ còn công việc của anh thì thực chất ra thì mình luôn chuyển, mình tự sắp xếp mình thôi. Chứ còn vấn đề mà nói thời gian thì mình nói không trước được. Ví dụ như em nói ở chiều nay đi chơi thì ví dụ như mấy giờ anh có thể anh sắp xếp. Dạ. Về sớm hoặc là nghỉ buổi như thế nào đó. Dạ, đảm xuống với em đúng không? Đúng rồi. Nói chung là thật chất thí dụ như công việc nó bận quá thì anh có thể anh hẹn lại. Dạ. Thì cái gì cũng vậy, thí dụ như mình không, bữa nay mình đi không được thì qua sau mình bù. Dạ. Mà mình có cái gì đó mình bù hơn cái ngày hôm trước. Dạ, dạ. Thì anh cho em hỏi là chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh sao ạ? Nói chung anh quan trọng nhất là chung thủy. Anh có thể nói lớn được xíu, em nghe không rõ. Chung thủy em. Chung thủy. Dạ. Chứ mà khi mà yêu nhau á, mà giấu một cái gì đó rồi, một khi đã biết rồi á, là khó lắm. Dạ. Thật là vậy. Tại vì anh á, thì anh không thích là gạt. Tại vì anh có gì anh cũng nói. Nhưng mà anh không thích giấu giếm cái vấn đề gì đó. Như sau này á, lỡ như mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó, nó không hay. Dạ. Cho nên mình thẳng thắn, mình thật thà thì nó dễ hơn. Dạ, vậy là cái tính anh cũng gần giống tính em đúng không? Thẳng thắn đúng không? Đúng rồi, anh thẳng thắn lắm. Dạ. Ví dụ như trong công việc, nếu như trong công việc thì ví dụ như không vừa ý gì anh cứ nói. Dạ. Kể cả trưởng phòng hay là gì anh cũng vẫn nói. Dạ. Tại vì anh thẳng thắn lắm. Dạ, dạ. Rồi hai đứa yêu nhau vậy là tính chừng nào làm đám cưới? Có coi phong thủy hay là có coi bói coi này kia nọ để hợp tuổi hợp ơ không? Dạ
Ờ không, theo em thì cũng không có gọi là phong thủy hay gì, tại vì yêu thì đã yêu rồi, tới thì tới với nhau thôi, chứ giờ lỡ mà coi bói hay gì đó mà không hợp, không lẽ chia tay. Thật chất em có quan niệm là yêu là không có có vấn đề mà tuổi tác hay là gì, hay là nhỏ hay lớn. Tại vì khi mà tham gia chương trình em nói là em không quan trọng những vấn đề đó. Quan trọng mình hợp với nhau là được. Tôi có dự định chừng nào làm cưới không? Em thì thí dụ như tùy theo bạn nữ, em thì càng sớm càng tốt, chứ về bây giờ về nhà ăn lần em cũng mệt mỏi quá. Càng sớm càng tốt là bao lâu anh? Nói chung thì cuối năm nay, hoặc là nếu như không cuối năm nay được, chắc có lẽ là qua năm sau. Hỏi coi người ta chịu không? Hỏi coi em chịu không? Ý em như thế nào? À, thì em cũng nghĩ là nếu mà được tìm hiểu thì khoảng 6 tháng đến 1 năm kết hôn là vừa rồi. Thật ra thì tụi mình tuổi này cũng đã kết hôn, nên kết hôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra tuổi này thì nhanh nhanh để về còn lo gia đình, còn lo cơm áo gạo tiền nữa, chứ đu đưa hoài đâu được. Dạ. Rồi, mình bàn luôn con cái coi thích trai con gái luôn đi. Nói chung theo em thì cái đó trời cho thôi. Chứ còn mình đòi hỏi thì cũng em thì em không quan trọng vấn đề đó. Con nào cũng là con của mình, đừng con của người ta được rồi. Rồi bây giờ đàn trai bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó để tạo cảm xúc cho nhau, rồi để mình cùng với cảm xúc, cùng với câu chuyện nãy giờ mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời em trai. Cho anh mượn. Dạ. Em nói chung là em không biết ca, nhưng mà thôi lên chương trình thì em cũng gán. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên em. Dạ được ạ. Tại vì em đang đau họng. Chỉ cần cái câu mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em là đủ rồi, đủ ý nghĩa rồi nha. Đừng có buông tay ra, thử nắm đi, tiếp tục cảm nhận những cảm xúc của nhau. Bạn nữ sao nè? Dạ thì em cũng đáp lại anh một đoạn thôi. Em không hát không có hay nên là anh cố gắng nghe nha. Cầm đừng tay, có gung em. Cầm đừng tay có gung em. Nhau tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu ta trao nhau mãi không bao giờ phai. Cảm ơn. Được rồi đó, về chỗ ngồi đi. Bây giờ chúng tôi đã tạo điều kiện cho các bạn trò chuyện với nhau, cùng nghe người thân góp ý và cùng nắm tay nhau, mắt đã nhìn đúng thẳng vào nhau, tim cũng đã có thể đập cùng nhau rồi đó. Bây giờ đã đến phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép thật sự trong cuộc đời của mình hay không, có phải là cùng mình nắm tay đi suốt quãng đường còn lại hay không. Quyết định đưa ra là phải chính xác, đúng như con tim mình suy nghĩ nha. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không vậy? Dạ có mà nó không. Cái nút này kỳ quá, cái nút này quá kỳ rồi. Hồi hộp muốn chết luôn. Tình yêu nó tới mà chút xíu nó buộc đi rồi, thấy không? Thiệt á. Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình đã hẹn hò nhau được. Bây giờ là trước mắt gia đình, mình nói điều gì đi bạn trai? Con trước tiên thì con gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình bác. Thì nói chung á là con đến đây với cái mục đích á là để tìm một cái gì đó gọi là cho riêng mình lâu dài. Thì hôm nay tụi con có duyên đứng trước đây thì con cũng không xin hứa nhiều, nhưng mà con xin hứa nếu như mà con với bạn có tiến tới hôn nhân thì con xin hứa sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và cho bạn. Con nhớ bạn tên gì không? Em nhớ bạn gái tên gì không? Dung. Bạn chung tuổi với mẹ, chung tên với mẹ em mà. Ủa, chung tên mẹ em hả? Dạ. Mẹ anh cũng tên Dung.
Rồi, xin với cha cho hôn cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Dạ, con xin phép ba cho con làm thủ tục. Dạ, anh xin phép nè. Cảm giác của Dung như giờ thế nào? Dạ, cũng hồi hộp, cũng rung. Hồi hộp. Cảm giác con tim nó có rung động mạnh mạnh không? Hiện tại thì cũng có chút chút. Có chút chút rồi. Dạ. Chúng ta hãy cố gắng nuôi dưỡng cái chút chút đó ha. Cái cảm xúc dạ. đó, nuôi dưỡng một chút chút rung động đó dạ. tạo thành những cái nhịp tim để cùng hòa quyện với nhau để dạ. cùng tìm ra chân lý của tình yêu nha. Dạ. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị về thôi. Nếu như các bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí sản phẩm này của anh Quyền Linh sản xuất nè. Nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Một năm sử dụng miễn phí. Nhưng mà trước khi cưới thì chưa có tặng. Đi mua ủng hộ giùm nha. Cưới là xài nguyên một năm đó. Còn cái này thì khi mà các bạn đi mua ngay bây giờ thì các bạn sẽ được giảm 50% cho tất cả những cái vật dụng này. Yeah. Làm mát ở trong gia đình mình ha. Yeah. Này. Đây là tặng một liệu trình trắng da trị nám phiên bản hoàn hảo trị giá 18 triệu đồng. Đây là nước hoa xây perfume. À, xây perfume đó. Đây, nước còn, hoa. Còn đây là máy nước nóng tặng cho các bạn ngay và liền ha. Đây là cái máy nước nóng hiệu Senton được nhập khẩu từ Mã Lai. Đây là một cái máy nước nóng Atlantic được nhập khẩu ở Thái Lan. Các bạn được bảo hành một năm trị giá là 7 triệu. Rồi, thôi, chúng ta hãy đưa đến nơi tình yêu bắt đầu đi các bạn. Cảm ơn anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cũng như là toàn thể quý khán giả ở đây. 32 nụ hồng thanh xuân của em nè. Em cầm giùm chút xíu, em tới em trao gửi lại nha. Đây, Calabas để dành cho ngày trọng đại đeo vào nha. Không, đưa chị làm cho. Bạn đưa cho bạn nữ cầm giùm. Cầm giùm cái này nha. Dạ. Ok. Rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Một ngày nữa là trôi qua. Những mảnh ghép ở đâu đó đã đến đây và đã ghép lại với nhau. Đã bấm nút hẹn hò và chú tin tưởng rằng với cái động tác bấm nút đó họ đã kết nối với nhau. Sắp sửa đây thì họ có thể báo tin vui chúng tôi hai mảnh ghép đã ghép lại. Đó là niềm vui của những người thực hiện chương trình.